đi. Nè, người lớn vậy có xe đưa tôi đi không? Thôi để tôi ở lại vài ngày nữa nha. Nè, không cho phép làm gì đâu. Vậy sao hồi lúc tôi vô đây có chiếc xe lớn đưa tôi vô vậy chứ? Hơi lạ thiệt. Nè, con tôi làm vậy, cho điếu đi. Lên xe đi. Sao không chịu ngồi đằng trước? Cô lái xe tiện vậy tôi ngồi đằng sau chắc ăn hơn mà. Nè, anh làm cái gì đó? Thầy áo đó, cô không thấy sao? Vừa phải thôi. Không ngờ ngồi xe miễn phí còn có sống tặng cho nữa ha. Một, hai, ba, bốn, năm viên đạn. Hôm nay trời mưa như vậy, tôi nhận thấy chơi roulette sushi rất là thích hợp đó nha. Nói tôi biết, ai kêu cô rước tôi? À! Tôi hỏi cô một lần nữa, ai sai cô tới đây? Là anh xem đó. Anh xem hả? Anh xem mới kiếm tôi chắc là có chuyện gì rồi. Anh coi xong bức thư này thì biết có chuyện gì rồi. Làm gì vậy? Không thích tôi sao? Ok. Chú tôi chủ cô tới chưa vậy? Dạ đã tới rồi, đang ở trên lầu kia. À, chuyện gì vậy? Thì ông khách ở trong phòng đó, ông thì không phải là người mà. Bộ tưởng có tiền là hay lắm hay sao? Ở chỗ này là như vậy đó. Cô phải chiều chuộng khách hàng để mà kiếm ăn chứ. Bộ cô là cành vàng lá ngọc à? Mặc kệ nó. Này anh cô, vẫn gặp mặt anh lâu rồi đó, phải đi làm ăn chỗ khác à? Đâu phải, tôi đi nghỉ ngơi đó mà. Có vui không? Vui, cô rảnh à, cũng đi chơi vui nha. Nè, thằng cha trong phòng mà có nhiều tiền lắm ha. Nó có tiền nhưng lố lăng lắm. Gặp cô bơ bơ là cho 10.000 đồng, tiếp đó mua 3 tiếng đồng hồ nữa hả? Thật là đồ ngốc mà. Còn nữa, nó kêu bơ bơ 3 tiếng sùm, nó thua thì trả 1.000, nó thắng à hung một cái thôi. Cô bộ bộ khờ này không thắng một lần nào hết. Nè, bộ nó giỏi lắm sao? Chỉ soàn thôi, nhưng mà cái gì nó cũng thích đánh cá. Hồi hôm nó cá với tôi, cặp vú của bộ bộ là bơm, nó thua tôi 10.000. Nè, thứ khờ thạo như vậy, mình cạo nó thì người khác cạo thôi. Nè, 3 tấm giấy này nè, anh tự ý lựa tấm đi. Cứ tôi đi hả? À, nè, anh tìm lại tấm giấy mà anh đã ký tên đi. Tấm này. Không có. Tấm này. Cũng không có. Vậy thì nhất định tấm này. Anh nói tấm này hả?
Tụi đó không phải đâu, không có. À, vậy thì tấm ký tên của tụi ở đâu? Ai biết. Sẽ phát tài đó nha. Nè, tôi trả lại cái đẹp cho ông đây. Tiện đây tôi xin giới thiệu một người bạn. Hai. Tôi từ nói thắng ông 10.000 thấy hơi ngại đó. Nhằm nhò gì? Lần này đánh cá, cặp dấu hai cô này. Cá vậy là hơi lạc hậu rồi. Nè, mình chơi thứ mới nha. Ở đây có ba tấm giấy. Ký tên đi. Cá gì đây? Ký tên đi. À, tôi làm lộn xộn ba tấm giấy này nha. Nếu mà ông kiếm được tấm giấy có chữ ký của ông thì là tôi thua. 1-2. 10.000 là 20.000 phải không hả? Đúng vậy. Tôi hùng vinh của đó. Có tiền mặt ở đây không? Tủ sắt của công ty lúc nào cũng có 200.000 mà. Còn ông thì sao? Được rồi, tôi cá 100.000 chịu chơi hay không? Nếu mà ông chủ muốn chơi á thì tôi cũng tán thành mà. À, à được. Tôi xác tụi nó đã. Xem được kỹ nha. À được rồi. À, ông rút lấy tấm có chữ ký ông đi. Chơi gì đó? Sao ông rủ tôi chơi vậy? Cá 100.000 đó. 100.000 hả? Có nhầm nhò gì chứ? 100.000 hả? Đây, 100.000 nè. Cá cái gì? Cá rút bấm giấy có chữ ký của tôi. À, chơi trò này tôi ăn chắc rồi. Nếu mà ký tên trên tấm giấy thì phía sau lưng xin ông bật nét bút đó hả? Không phải tấm này, nhất định không phải. Ê, đã nói là không phải mà. Tấm này cũng không phải. Nhất định là chính giữa rồi, nếu không thì anh bạn chơi biệp đó ha. Đã thua phải trả tiền, trả tiền bao đi. Bye bye, bye bye. Bye bye. Nè, thằng đó là ai vậy? Sao tôi thuộc nó chứ? Chỗ này là chỗ của tôi mà. Anh nói đúng. Nè, nói xin lỗi nha, làm anh thua tiền nhiều như vậy. Cũng tại tôi thôi. Nè, vô trong uống vài thêm đi. Nè, tôi còn tức quá mà. Nếu mà tôi không lụi cho nó chết nè, tôi không thể lại gặp ông đâu. Đồ khốn nạn. Anh uống rượu không được thì đừng uống. Sao mày tệ quá vậy hả? Chỉ cờ bạc thôi mà ở tù à? Vậy mà còn xưng là đệ nhất tay thằng Á Châu nữa chứ hả? Cũng may là mấy tháng nay ta không có ở Hồng Kông nha. Anh hai. Cái gì? Nếu tôi thiệt cho bịp á thì không có chuyện gì không? Lần đó lần đầu tiên tôi chơi theo mày rủi thôi. Nhưng nói với quan tôi, nói tôi chơi bịp. Tôi hỏi anh đáng là tôi đánh không hả? Còn dám đánh người ta nữa hả? Đánh cô. Sao tới sớm vậy? Người đẹp. Phần của anh nè. Hai cảm ơn. Hai chào. Hai cảm ơn. Hai chào. Lấy xài đi. Còn anh? Được rồi. Bố cục đêm nay là để kiếm chút tiền cho mày xài đó. Cảm ơn. Bobo thường bị chú Tư ăn hiếp, luôn tiện trả thù giùm cổ. Nè, giới thiệu cho mày biết, Bobo. Bạn gái hả? Đâu phải, người giúp việc mới mà. Anh cô là đệ nhất tay thần Á Châu đó, cô từng nghe qua chưa hả? Hay. Tôi đã lãnh dạy rồi. Tay thần đúng thật là tay thần, nhưng mà thủ đoạn thì hình như là hơi bẩn một chút. Ê, chẳng những đôi tay hơi bẩn đó đâu, sau này cô sẽ thấy còn nhiều chỗ bẩn nữa mà hả? Cẩn thận nha. Tôi thật là không hiểu. Cái cầm bẫy lỗi thời như vậy mà vẫn còn có nhiều người mắc bẫy nữa chứ. Bởi vì tham thôi. Ngày nào còn người tham, ngày đó sẽ còn bị nữa. Còn tôi thì chỉ nghĩ là tìm chỗ đi phơi nắng mà thôi. Tụi mình có chỗ đi rồi. Đi chỗ nào? Qua Mỹ. Bên bển xảy ra một chuyện lớn ở Latajo Casino gần San Francisco. Hey, không sao, không sao, không sao. Tất cả tài sản tôi theo dính tôi đây nè. Muốn lánh nạn cũng khỏi cần hành lý mà, yên chí đi. Không sao. Sao mày không hỏi tao qua bển làm gì chứ? Hỏi anh làm gì? Anh kêu tôi đi chết tụi cũng đi mà. Hơi đừng lo đi hưng. Cạn ly.
Long mảnh làm việc ở trong casino đó. Nhưng mà có bọn biệt động quốc tế từ bên Nhật Bản đến. Một tuần lễ trước đó chúng nó đã vào chơi. Tất cả chuyên gia đều không biết là chúng nó dùng thủ đoạn gì. Chơi bị cao ha. Tụi Mỹ cũng không nên mời mình qua bển. Không nên thất bại nha. Đúng vậy. Hả? Anh xem gì đó? Học làm ăn. Học làm thương mại hả? Định dành dụng chút ít tiền rồi đổi nghề thôi. Hay. Nói hay không nói vậy. Trai xì dầu làm sao mà định được cái chỗ. Chơi biểu không có chơi được cả đời đâu. Đúng vậy. Nhất định là không được. Tôi không cần đến. Anh Long à, rốt cuộc anh cũng đã đến rồi hả? Mới xuống máy bay thôi. Anh Long, bạn thân của tôi, anh Cua. Hai. Quan nghênh. Đây là ông chủ nhiệm của tôi, Mr. Rich. Còn đây là giám đốc Rosie. Đây là bạn của tôi, Sam Cua. À, chào. Dạo này chúng ta có một chút rắc rối. Hai tuần lễ này có bọn người có đánh thẳng quầy. Chúng tôi đã thua hết 60 triệu Mỹ Kim. Anh cũng biết đó, chúng tôi không thể đâu ngừng được. Bọn chúng là ai? Bọn chúng là cờ bạc quốc tế. À, qua đây ngồi chơi đi. Ngồi đi. Tôi muốn cho anh xem hệ thống giám sát của chúng tôi. Chúng tôi có 8 cái máy truyền hình ở góc cạnh để quan sát các bàn bài. Cho anh à, mở máy cho tôi coi đi. Chúng tôi còn có thể phóng đại và đưa máy đến gần. Cho anh, xin anh phóng đại và đưa máy đến gần đi. Hệ thống giám sát của chúng tôi như vậy mà không thể tìm ra manh mối. Công ty rất là bất mãn tôi. Ông Lucy cũng khổ tâm lắm. Ờ, anh nè, có tài liệu của bọn người này không? Bọn họ 6 người lần lượt vô đi. Người này tên là Taro, tôi nghĩ hắn là thủ lĩnh. Anh Long à, tôi có thể xuống dưới không? Có khó gì đâu. Bây giờ đông người quá không có chỗ ngồi. Sợ không có chỗ tốt để tôi quan sát thôi. Không thành vấn đề. Ở dưới đó có người của tôi rất là nhỏ trên tay. Anh xuống tới dưới, nó sẽ nhường chỗ cho anh. Cho anh, cho điện 3 số 26. Long xin nói chuyện với Nancy. Chừng 2 phút nữa có người Á Châu và bạn của tôi xuống. Anh ta có hút điếu xì gà, xin cô hãy nhường chỗ cho anh. Nếu cô đã nghe rõ, xin cô làm động tác gì đi. Cô à, coi truyền hình đi. À.
Đặt xong tiền rút tay đi. Xin đừng đặt nữa. Tay con 5 điểm, tay cái 8 điểm, làm cái thắng. Oh my god, I'm losing again. Excuse me, may I change to seat number 7? Yes, sure. Thank you. Has a 7. The banker wins again. Lúc nãy tao xuống dưới kia, có bàn tay người nào làm động tác gì đặc biệt không hả? Không có. Nếu mà có thật, chắc chắn là không che mắt vào được đâu. Lúc mà tao chuyển từ số 7 tới chỗ 11, thì có người nào đặc biệt chú ý đến tao không hả? Số 1, số 7, số 12, số 15. Còn có hai người đàn ông mặc áo phục màu đậm đứng sau lưng tôi, số 1 và số 4 nữa. Anh Long à, có thể chiếu lại tôi xem không? Được, cho nè. Chiếu lại đoạn số 11 cho anh xem đi hả? Miss, can I have a coffee? Yes, sure. Black. Xin đưa máy tới gần cái người đeo chiếc đồng hồ kia. Đây, manh mối là chỗ này. Xin mời cô đưa bàn tay ra. Nè, hồi nãy khi mà chia bài thì tay người đó ở chỗ này không có rời cái hộp bài đâu. Rõ ràng là khi hắn chia bài, rút cái lá bài trong cái hộp này lên một chút. Từ cái địa điểm này của cái đồng hồ phản chiếu cho người thứ hai xem, còn bản thân nó không có xem. Bây giờ chỉ làm thí nghiệm thôi, tốc độ đương nhiên không có nhanh bằng chúng. Nhưng nếu cho hai đứa chúng tôi chơi cái kỹ thuật này thì tôi có thể rút tấm ở trên và lấy tấm kế đó cho người khác cũng được nữa. Đúng thiệt đó, cho xem người ngồi chỗ số 12 đi. Theo lệ thường thì khía cạnh xem bài của người đàn ông này là như vậy. Nhưng bây giờ anh ta ngước cao lên 8 độ, cho nên rõ ràng là anh ta nhìn vào chỗ phản chiếu trên chiếc đồng hồ của người chia bài. Tiếp tục. Ngừng lại. Nè, bây giờ thì nó đang làm ám hiệu cho biết số bài đó là bao nhiêu để cho đồng đảng của nó biết. Xin cho xem khía cạnh đối diện. Giỏi thiệt. Cho máy tới gần chỗ số 4. Được rồi. Người ngồi chỗ số 4 này, cặp mắt của nó không ngó vào cái hộp bài đâu, mà đang ngó vào cái người bạn đeo kính của nó ngồi ở chỗ số 12 đối diện. Tôi khẳng định nó đang tiếp nhận tín hiệu. Nó ăn được nhiều tiền rồi phải không? Phải. Còn tên Taro ở số 11. Đi theo tôi. Khá lắm. Không có xe, qua đi.
Nếu anh lòng bắt anh ở lại nữa không vậy? Lặn lội trong sòng bạc bao năm rồi, cảm thấy chán quá. Nếu mà anh cho vốn tao làm ăn đàng hoàng đó hả, có lẽ tao chấp nhận đó. Lấy thêm cái passport được rồi. Tôi không tính như vậy đó. Dù có đánh chết tôi đi à, tôi không làm nữa đâu. Thiệt hả? Con người nếu có bản lĩnh thì thiếu gì thì làm chứ. À, xin lỗi nha. Xin lỗi. Ở Hồng Kông làm ăn mày cũng có thể nói tiếng của mình được mà. Ở chỗ này cũng như thằng Tâm vậy thôi. Thì nói nhát theo người ta. Nói không giống đâu. How much for this coins? $15 each. Oh, okay. I'll give you $40. Keep the change. Nè, điên sao? Thứ đồ giả này 10 năm trước tôi bán rồi mà. Vậy cũng bị gạt. Mấy 10 tuổi rồi, đồng nghiệp thôi mà. Làm phước đi hả? Nói phải đó, thôi tiền tệ quá. Bây giờ có 2 đồng bạc, một người một cái. Nếu ai làm mất tiền cũng như là mất mạng đó nha. Wow, cái mỏ mày giống như mỏ quà vậy. Đứng lại nha, coi chừng đây nè. Mày lấy cái mạng mày rồi. Ê, chà, nguy rồi. Làm sao phải tiệm mạng mày lại chứ? Đâm đâm chạy nước miếng gì hả? Chạy cá cái số mới lượm được cái màn vậy mà. Nè, vô trong quay máy đi. Thôi được. Có trúng hay không đây? Trúng. Ây da, anh thua rồi. Thua rồi. Yeah. Thua à? Hút điếu đi. Thượng lưu xã hội mà, phải làm cho bảnh bao mới được chứ. Đi, tôi thích cái này mà. Nè. Nè. Tôi xui lắm, anh đừng theo tôi nha. Nào. Has a nine, players have a nine, it's a tie. I can never win at this damn game. Change. No way. She's been here for a week. She's set up at the presidential suite. Has a different guy every night, and she's really rich. You sure? Yeah, for sure. It's for you. Thanks. Oh, yeah, good luck. Come on. Sao hả? Thiệt là xui quá. Chơi đâu nào cũng thua cả. Ê, tao mới thấy cô thiệt là đẹp đó. Tôi không thấy một cô vậy. Ê, đừng nói nữa, giúp tao giải quyết nha. Được, đi. Nè. Bye bye. Ồ, khá quá hả? Good night, Miss Tom. Good night. Who's the Chinese girl's husband? I didn't know. Yeah. Chinese godfather. Yeah. I didn't know she was married. Bố già là nhân à, quan cho tôi đó. Nó biết nói tiếng miền Bắc. Mẹ kiếp mày. Sao mày biết nói tiếng miền Bắc chứ?
ở trên đại học tôi nghiên cứu ngôn ngữ Đông Phương đó. Tại sao mày cám dỗ vợ tao? Tao có. Bảo con mỗi ngày mướn một model nam đi chơi với bà, mỗi ngày trả một ngàn Mỹ Kim đó. Chỉ xem xin ăn cơm thôi, chưa có chạm tay bả đầu hả? Bố già đại nhân, xin dung mạng. Ok, bây giờ cút đi, đi đi. Nè, con ghế rồi. Mày biết làm sao hả? Nếu tôi giúp được anh cô gái đâu phải là tên cua đâu. Cảm ơn bà đã tặng mông cho con. Phải rồi, con nghỉ phép thêm một tuần nữa sẽ trở về nha. Sao lại không có con thì không được. Bà có rất nhiều cố vấn kinh tế mà. Bà muốn mua của họ hả? Vậy con phải về thương lượng với bà mới được. Ok, tối chủ nhật con về tới. Thứ hai nhóm họp nha. Bye bye. Alo. Sao anh lại biết nói tiếng Việt vậy? Phải rồi, tôi đã nói nhiều lần rồi mà. Tôi không muốn gặp lại bọn đàn ông mà tôi đã gặp. Mỗi ngày phải thay một người, tôi đã nói rõ ràng rồi. Người mình thì cũng không sao. Không mấy gì đẹp trai hả? Không sao, đừng có đáng ghét là được rồi. Lát nữa kêu tới đây nha. Bye bye. Lại là anh. Không phải tôi đâu. Tôi là người sắp đặt cho anh. Hai. Chờ một chút nha, tôi thay áo. Nè, chậm một chút, đừng có chạy lẹ quá mà. Chậm cái số giờ đó, nhanh hơn nữa cũng được mà. Cô vừa mới nói là cô muốn nếm mùi kích thích mà. Kích thích rồi đó. Anh có biết chạy lẹ như vậy là nguy hiểm không? Tại sao tôi hỏi cô muốn kích thích không, cô nói muốn. Kích thích và nguy hiểm là hai chuyện khác nhau. Ok. Ê, anh đi đâu đó? Tìm cái gì uống nữa. Yeah, no kidding. Hey, let's go for a ride, huh? Right on. You know what? Hey, heard that thing. Hey, give me a chance. Yeah, over. Ah, honey, I get to a drink. Leave me alone. Fuck. One more beer. Nè, cô uống đi. Sao lại tới mấy chỗ này chứ? Không được sao? Uống đi. Anh có phong độ quân tử hay không? Ít nhất cũng phải hỏi tôi muốn uống cái gì chứ. Có phong độ quân tử làm gì chứ? Đi chơi với cô chứ. Tôi sẽ tố cáo công việc của anh. Tố cáo? Số điện thoại nè, tính tiền tôi đi. Hey, stop it! Honey, we could have a good fuck together. Hey, man. Now. Get him! Get him!
cái này làm bằng kẹo đó, ăn được nè. Nè, thôi đi ra. Sister birthday girl. Happy birthday. Sao lại kỳ vậy? Mấy người này là tài tử tôi mướn từ Hollywood tới đó. Họ quen tấm cine rồi, giống không hả? Anh làm tôi sợ muốn chết luôn à. Sinh nhật như vậy mới kích thích chứ. She think it's real. Huh? Yes. Yes. Ngủ ngon. Ê. Thế nào? Có gì tố cáo hay không? Không. Tôi muốn biết là anh tên gì thôi. La xem. Gọi tôi xem được rồi. Tôi tên Đồng Hải Nhân. Tôi biết rồi. Ê. Anh ở phòng số mấy? Ngủ ngon. Quẻ giùm cho cô nha. Ok. Trò chơi bói quẻ này á, phải rút mấy ông già thì phải đầm ra hết. Ha. Ông già thì đại biểu đàn ông, tức là anh đó. Cây đầm thì đại biểu cho con gái, tức là cô. Thôi được rồi. Hạng thứ nhất, vinh hoa phú quý. Hạng thứ hai, tâm đầu ý hợp. Hạng thứ ba, sớm tình ngủ quỷ. Hạng thứ tư, cùng sống cả đời. Được rồi, coi số bạn ra sao nha. Nếu được tấm ếch á thì may mắn nhất đó ha. Cô hai điểm là xui nhất. Ta lấy trước đi, tôi thay phiên nhau. Được, tôi lấy trước. Hàng này là vinh hoa phú quý hả? Ừ. Chà. Nè, tới phiên cô. Coi đi. Tâm đầu ý hợp. Wow. Cái hàng này sớm sinh quý tử có phải không hả? Đó. À, vậy à? À. Hay, một năm đã hai đứa đó nha. Sao mà toàn lát không vậy? Để tôi xóc bài đã. Giỡn cho thôi, không nên tin đâu. Cánh ngà khác rồi, để tôi qua bển coi nha ha. Nó thì là mất hồn đó, không quên cái này thì quên cái kia. Anh với anh cua là bạn thân hả? À phải. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ đó. Không những là bạn thân mà lại còn hợp tác nhau nữa. Hợp tác trong việc làm ăn à? Hợp tác đẹp người ta. Anh nói chơi chứ gì? Không phải nói chơi đâu. Chúng tôi chuyên nghề cờ bạc mà. Nhưng mà hai đứa chúng tôi không bị người thường đâu, mà chỉ bị bọn gian thôi. Sao anh thiệt thà vậy? Bởi vì cô là bạn mà. Không sợ hù tôi chạy sao? Tôi thà là hù bạn còn hơn là gạt bạn. Một kẻ biểu chánh tông, trái lại biết coi trọng người bạn nào mà có thể tâm sự với nhau. Ngày mai tôi trở về Hồng Kông rồi. Ừ, tôi biết. Tôi cũng đã đặt vé. Tôi cho viên chức công ty Hồng Kông một chút tiền, cho nó biết là đi mua vé cho cô. Mua giúp giùm tôi luôn, có sao không hả? Dĩ nhiên là không, anh xấu quỷ quá đi. Japanese. Go ahead, Curtis. Cô Đồng à, khi cô về tới Hồng Kông rồi á, chắc là bận lắm hả?
Tới lúc đó thì mới biết. À, anh Long, anh xem, thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn nhiều nha. Không có chi. Tiền này tặng cho hai anh nè. Anh Long à, tôi tới đây giúp anh không phải vì tiền đâu. Ê, cái này là việc công không phải là việc tư. Tiền này là của công ty cho anh, anh không lấy cũng được đâu. Nè, về phần của tôi thiếu anh một món nợ nha. Cảm ơn anh Long. Lần này tới đây cũng có một chút thu hoạch hả? Anh Long mà đừng nói giỡn mà. Nè, tới giờ rồi, đi đi. Thầy cứng quá ha. Ê, thằng khỉ này má tao chưa từng đánh tao đó. À, anh Long, chúng tôi đi nha. Bye bye. Bye bye. Lần này tao ăn nữa rồi. Cô ơi, tao phát tài rồi. Anh đừng có bị đen, giảm bảy đũa nha. Ê, khoan đã, để coi thử coi. Hồi nãy tao thắng mày 2 độ, vô quả hồng tức là 8 độ. Đụng lại quả đen thua 7 độ, còn 1 độ. 1 độ 1.000, tất cả mày thua tao 11.000, trả đi. Trả thì trả. Nè, 10.000, 1.000. Sau này chơi thứ này đừng kiếm tôi nữa nha. Để tôi đánh nữa, David còn hơn. Vậy cũng giận nữa hả? Anh bạn à, chơi giỏi như vậy chơi cho tôi một bạn đi. Đừng khen tôi vậy, tôi may mắn thôi. Muốn chơi cũng được, tôi không chơi nhỏ đâu. Được, không sao, chơi như là anh chơi hồi nãy vậy. Anh cua. Gì? Tới giờ rồi hả? Anh thiệt là hiểu tôi. Hiểu. Nè, mua cơm ăn đi. Chết thứ đó nữa là chết đi nha mày. À, anh cua à, nghe nói dạo này bên ngoài hoạt động mạnh lắm đó hả? Mạnh quá gì của ca? Của ca bán 1 đồng chính hả? Không phải, nghe nói cái thằng răng vàng á cứ cho đàn em của nó kiếm anh xem đó, kiếm khắp nơi à. Mày cứ nói ẩu hoài à, tụi tao đâu có đụng chạm tới nó đâu, đâu quan hệ gì với nhau. Không phải đâu, tôi nghe như vậy mới nói với anh thôi mà. Cùng nói nè, nói trái đây. Thâu tiền. Chuyện gì đến bạn? Chuyện gì vậy? Chuyện gì đến này? Đi nè. Chính là thằng áo sầm đó. Let's go.
Tất cả anh em nha. Ngừng. Cô, chính là mày à? Thả ra. Mau thả ra. Chuyện này dính dáp gì tới mày? Anh là bạn của tôi. Dù sao tôi phải nhúng tay vào. Tao đã nhận tiền của người ta rồi. Mày có khôn thì đừng có cản đường tao. Tao nhịn ăn thì được, nhưng đàn em tao nó không nhịn nói được. Tôi nói cho anh biết, anh không nể tôi phải nể cái súng này chứ. Thả ra. Cái thằng bị bợm này lấy cái súng giả này dạ đại ca tao hả? Tao chưa từng thấy cái súng thiệt để trong bao vậy đâu. Tụi mày nói có phải không hả? Phải. Mày có súng thì nổ súng bắn tao đi. Đừng có giận nữa. Tao biết mày là đệ nhất tay thằng Á Châu. Để coi tay mày lẹ hay là con dao tao lẹ hơn. Được. Mày lấy được cây súng, tao cho mày dẫn nó đi. Mày đánh chết nó cho tao. Dạ. Tôi quay đầu anh lẹ hay là cái súng tôi lẹ? Thả ra. Thằng kia, mày có thằng bạn gì mày? Mày may mắn đó. Thằng cua, mày khá lắm. Tụi mày lui. Dạ. Cua. Thiệt là nóng, không ngủ mấy đêm rồi, tối nay cũng không ngủ được. Là xem à, anh có biết ai muốn giết anh không hả? Hey, là cái bọn giật bổn đó mà. Ở casino bên Mỹ anh phá đám tụi nó. Bọn Mỹ đã phái người đi qua bên Nhật là lũi chết hết 6 thằng rồi. Cho nên thằng Kiroma nó muốn giết chết anh đó hả? Nhưng bây giờ tôi vẫn còn sống ngồi đi mà. Đừng có giỡn chơi với tôi nha anh bạn. Những vụ việc bổn lớn từ Malaysia ai cũng biết đàn sợ lưng là thằng Kimo ra điều kiện đó mà. Nhìn kỹ bộ mặt của hắn đi. Kimo ra. Ông nói cho tôi biết nhiều vậy, hình như là vô dụng đó. Bộ anh không muốn trả thù cho bạn thân của anh sao? Sao không? Anh chỉ còn có một con đường nữa thôi anh bạn à. Nếu anh hợp tác cảnh sát hoàng gia chúng tôi, bảo đảm anh à sẽ được bình yên thôi. Nếu như trái lại à, các anh chờ phơi thầy đi. Anh khai tài liệu của chúng nó ra đi, để chúng tôi kiếm người bắt tụi nó. Như vậy anh sẽ được bình yên vô sự nữa hả? Biết chưa? Thật ra tôi cũng lo lắm. Vì tính mạng của tôi, tôi hợp tác với anh nha. Có tài liệu gì không? Thú thật với ông, tôi không có tài liệu gì hết. Và cũng không có cái gì đáng nói cả. Khi tôi biết được tin này, tức khắc mời bác sĩ giỏi nhất về nối thần kinh đến đây trị cho ảnh. Và còn cho ảnh vào ở phòng sang nhất nữa. Ông xem, cô Đồng, xin mời hai người ra ngoài này. Bác sĩ, nó đã qua hồi nguy hiểm rồi. Còn bàn tay của nó, có những dây thần kinh cần phải nối lại. Tôi đang ra sức để nối lại cho anh ta. Anh cua.
Bàn tay có thể lành lại, nhưng chuyện linh hoạt chứ không làm được đâu. Vậy khôi phục lại bao nhiêu phần trăm? Nếu may mắn thì được phần nữa. Xin phép hãy vậy nha. Vậy thì nói về hưu sớm rồi. Một tay bị đụng không có bàn tay. Trải qua bài học lần này, còn muốn biệp nữa? Biệp bận cũng vì tiền thôi. Đến khi nào tôi giành được một số tiền, tôi sẽ đổi nghề khác. Nếu mà tôi giới thiệu anh cho ba tôi, anh có thấy khó chịu không? Bộ tướng của tôi đàng hoàng lắm hả? Ba của tôi thích là vừa tập thể thao vừa thảo luận làm ăn. Anh chuẩn bị đi. Cô yên tâm đi. Cái gì mà cờ bạc được tôi đều biết hết mà. Hai người Nhật Bổn đang đánh banh đó, mới vừa định gia tiền của tập đoàn chúng tôi. Họ ra điều kiện rất là tốt. Daddy. À. Daddy, người này là anh xem mà con thường nhắc với ba đó. Chào bác. Chào. Vị này là họ Kimura. Và đây là Lasem. Ai thắng ai bại rồi? Chưa phân thắng bại. Sao còn trở về sớm vậy? Chào ông Kimura. Người này là con của tôi. Tên là Taro. Hay là thay áo cùng nhau đánh banh đi. À, được. Đã có hẹn không được đến trễ nha. Dạ. Tôi biết ông là một người ăn nói thẳng thắn. Giữa chúng mình nếu có chuyện gì xích mích lẫn nhau, hy vọng từ hôm nay sẽ quên phức đi. Nếu ông không nói gì đến tôi sẽ lấy 600.000 Mỹ kim gửi theo chỉ định của ông cho một ngân hàng nào cũng được. Tôi sợ không được sống để hưởng phước. Số nợ muốn vay là bao nhiêu? Nói cho ông biết cũng không sao. 100 triệu Mỹ kim. Tôi hy vọng trong tuần lễ ông sẽ bỏ cuộc không vay số nợ này. Nếu không thì cảnh sát Hồng Kông sẽ biết ông đã xuất hiện ở đây. Tuy rằng ông trở thành nhạc gia của ông, nhưng mà ông biết ông là một tài bồn biện thì ông nghĩ sao không? Người lăn lóc trong giang hồ, có thêm một người bạn, bớt thêm một người thù. Tôi không bao giờ coi ông là bạn đâu. Chuyện của thằng cua tính sau đây. Tạm biệt nghe không xem. Thế nào, ông có gì không hả? Không sao. Mà xét coi số xe đó có ai vậy? Xem à. Xem. Hai cái thằng đâm tôi là ai vậy? Họ đã chạy mất rồi. Tại sao tụi nó lại đâm mình vậy? Bà biết tại sao? Cậu có biết là cậu rất may đó. Nếu đâm lệch một chút là chết rồi. Lúc nào tôi cũng may mắn cả. Bà muốn nói chuyện riêng với cậu xem ở đây. Tụi nó đã rút lui không vay nợ nữa. Vay nợ gì? Cậu
đừng tưởng tôi làm ăn đứng đắn mà không biết cái gì đâu. Khi nãy ở sân bay, tôi biết cậu quen nhau rồi. Khi cậu qua khỏi giờ nguy hiểm thì tụi nó rút lui không dài nữa. Hai cha con nó mất tích luôn. Như vậy cũng không chứng minh được gì. Tôi rất thưởng thức đạo nghĩa của cậu. Thật ra tôi có mời trinh thám tư nhân đi điều tra tụi nó. Nào ngờ trinh thám tư nhân cũng mất tích luôn. Tôi đã biết không có ổn rồi. Bây giờ giải quyết như vậy cũng đáng cho làm một việc rất tốt đó. Ông Đồng, thật ra tôi cũng là một tay cờ bạc chuyên nghiệp mà. Làm được bạn của con gái tôi thì tôi đã điều tra lại lịch kỹ rồi. Cậu biết hay không, không bao giờ có một người đàn ông nào làm cho nó căng thẳng. Đã 3 ngày 3 đêm rồi nó không rời khỏi bệnh viện này. Những viên chức thay phiên nhau lấy văn kiện lại cho nó ký tên ở đây. Chuyện đã qua thì mình nói tới đây được rồi. Cậu có hứng thú giúp cho tôi làm thương mại hay là không? Dạ có. Nhưng mà cậu phải ưng thuận với tôi một điều. Bất kể trong tình trạng nào, cậu cũng không nên nhúng tay vào việc giang hồ nữa. Gì đó. Cho tôi xem đi mà. Cái gì trong như vậy? Tôi định tặng cho anh chơi đó mà. Cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ không biết bao giờ mới chơi được đây. Anh sẽ bình phục lại giống như xưa. Mong mời vậy. Tôi mới vừa nhận được một tấm thiệp, là thiệp đính hôn của cô Đồng dành xem. Vậy hả? Vậy nha. Tụi này lấy món quà này tặng cho họ có tán thành không? Không có nên đâu anh, không biết họ có thích hay không nữa. Khờ quá à. Chúng tôi là bạn mười mấy năm rồi mà, sinh sống là nhờ món quà này đó. Anh nhất định cho thích thôi. Đi ra ngoài đi. Ông Đồng à, chúc mừng ông nha. Rốt cuộc đã kiếm được một chàng rể tốt rồi. Rốt cuộc thằng khờ nó chịu lấy con gái tôi, coi kìa. Đi đi. Để bà giới thiệu nghe. Ông Hà, bà Hà. Dạ, xin chào. Chào ông Hồ, bà Hồ. Dạ. Chào bà. Còn đây là rể tương lai của tôi. Thằng cua nói là tới tham dự mà. Nó sẽ tới mà. Hai. Xin lỗi nha. Sao? Dạo này thị trường chứng khoán thế nào hả? Bà thì là may mắn nha. Phải. Cái đó nó lùn giá. Dạ. Cảm ơn. Xin lỗi nha, tôi có người bà bên kia. Để qua bển chút hả? Vậy hả? Xin lỗi nha, hai vị. Được, được. Làm cái hình giống anh quá ha. Tới rồi kìa. Chúc mừng nha. Cảm ơn. Sao đến trễ gì hả? Hay giờ, giờ này mới tới à? Trễ chút thôi mà. Đi qua bên kia ăn chút gì đi. Đi. Được. Này đẹp quá ha. Tạm tạm thôi. Thảo đi được. Thôi trễ vậy. Tại hồi nãy bị kẹt xe đó mà. Cảm ơn. Hai. Đúng lúc vậy. Muốn ăn món gì? Congratulations again. Ok, tự nhiên. Nè. Cảm ơn. Sao hả? Có món quà tặng cho anh đây. Anh nhất định sẽ thích mà. Thiệt hả? Thế nào? Khá đẹp chứ? Làm ơn cầm giùm tôi. Uống ly rượu nha. Xem à, qua đây hồi chuyện với ông boss dạy cậu đi. Chỉ 5 phút thôi,
ok. Được rồi, lát nữa tôi qua. Ừ. Tụi mình qua kia. Randy, Hailey. Nè, uống đi. Ờ. Dạo này trốn đâu vậy, không thấy mặt. Ăn đồ giống đó mà. Anh xem, anh giống tôi đâu. Anh biết tiếng Anh, có thể làm được nhiều việc. Tôi thì sao? Có đôi khi tên cua của tôi tôi cũng không biết viết nữa mà. Mày đến công ty tiếp tao đi. Không được đâu. Ở công ty tôi làm được cái gì chứ? Không lẽ bởi đích anh sao? Phải không? Mình là bạn bè nhau mà, sao nói vậy chứ? Cạn ly. À nè, cô à, có tính làm việc gì không? Tiền không thành vấn đề, cho tao biết đi. Mày muốn làm gì? Ba thằng với nhau mà đừng nói gì vậy. Anh biết tính tôi chưa? Hử? Nè, gần hết 5 phút rồi đó. Qua bên kia đi. Đi đi. Đi. Cái gì tự nhiên nha. Hai điều thuộc. Bye bye. Từ trước tới giờ vẫn vậy mà. Nè, tụi mình về nha. Sao sớm vậy? Không phải, có việc mà. Mà đi. Ê, Bobo, sao về sớm vậy? Không lẽ còn xuống họp đêm hay sao? Trường hợp như bữa nay cũng không phải có nhiều cơ hội lắm đâu hả? Bữa nay à, đừng có đi làm nữa. Tối nay còn bao nhiêu giờ tôi muốn hết giùm con nha hả? Được không? Xem, 5 giờ bắt đầu đẩy tiền rồi đó nha. Sao vậy hả? Hả? Lady. Nè, tôi không phải xin tiền anh đâu. Có một sòng bạc mới, rất là cứng rắn đó. Còn chơi lớn nữa. Chơi lớn thì sao? Bộ mày tưởng tao còn là thằng cua hồi trước hả? Mày coi nè, bàn tay này bây giờ thiệt là vô phương. Làm những chuyện lên tinh trong tiệm này cũng không được nữa kìa hả? Thiệt là xấu hổ mà. Không phải, tôi nói cho anh nghe nha hả? Nè, anh đi thử thời gian một lần đi. Có nhiều việc không cần tay của anh cũng được mà. Dùng đầu óc thì được rồi. Phải không? Nói thì nói vậy. Đi đi. Mày đi đi. Trong cái ống đối diện ngay chỗ này, mấy hôm nay tôi đã nhìn rõ rồi. Có canh vệ canh gác đàng hoàng. À, được rồi. Nè, cô về đi. Tôi không sao đâu.
Không bằng lòng à? Tao là Tony. Đạp người không có nhường chân đâu. Có cái gì không phục đi bóp quan trai kiếm tao. Bây giờ đừng có cản mũi cản đầu tao, biết chưa? Không có gì đâu, về đi. Kiếm ai? Tôi là người của ông quan sát hồi nãy đây. Người nào vậy hả? Ông đó kìa, ông đó kìa. Come on. Lần này thắng rồi. Cái 21 điểm. Ai trời ơi, sao xui xẻo vậy chứ. Mà như vậy còn thua, anh coi có phải không? Có lý gì thua chứ. 20 điểm rồi còn thua người ta nữa, thiệt là. Cô lên dạy nhất định tôi ăn cô. Ê, có tấm bài cô lật kìa. Cô thua rồi. Coi đây. Tôi không tin tôi nữa. Đừng ai lấy thêm. Để cô hút điểm. Anh hai à, tôi mới được 4 điểm đó. Bộ nhiều điểm là ăn hay sao? Vậy là mặt rỗi ăn hết rồi. Ai lấy bài đập người đó. Lấy đi. Anh hai à, tại anh biểu tôi đừng lấy mà, đừng đập tôi nha. Bộ tôi là người đập người ta sao? Hả? Thằng bất dịch. Thiệt là xui xẻo à. Xin lỗi nha. Lại mày nữa. Muốn gì? Nhân lúc tao thua tiền đập chân tao à? Thì vô ý thôi mà. Vô cha mày á. Khi mà tao chưa hết giận á, coi chừng tao đấu he vào mày đó. Thế nào, không dám ngó hả? Đồ nhát như thỏ đế à. Sợ chết à? Không phục à? Đánh lộn với tao đi. Tao phải giết thằng bất dịch này mới được. Ngươi tới đây, tới đi. Nể mặt tôi, đừng có phá quấy chỗ này nha. Chỗ này đám đàn mà. Nè, hết chuyện rồi. Thế tôi chơi tiếp đi. Hết chuyện rồi. Không có gì rồi, chơi đi. Đâu, chơi đi. Anh cụ đó hả? Anh xem khỏe không vậy? Thôi thằng ra đi. Ở bên ngoài có hạn chế, ở sông bài cũng không có bao nhiêu. Anh cô là người lớn đâu có chơi trò trẻ con. Ngoài ra anh xem còn đào được mấy cái mỏ vàng. Hay là mình chơi một ván đi. Hey, tôi là tôi. Anh xem là anh xem. Anh muốn chơi lớn với tôi có thể chơi với anh mà. 3 triệu thế nào? Bộ bây giờ anh có nhiều tiền vậy sao? Bây giờ không có. Nhưng mà tôi mai sẽ có. Thế nào? Được. Tối mai đúng 12 giờ đêm, tôi chuẩn bị 3 triệu đồng. Đón chờ anh cô và anh xem tới trời. Bọn
rằng họ có ấn tượng tốt đối với cậu. Coi cậu làm phó tổng tài cũng không thành vấn đề. Cũng nhờ ơn của ông đó. Còn kêu tôi là ông à? Dạ, tôi xin lỗi ba. Ông xem, có một vị tên Trần Văn Cua nói có chuyện gấp muốn gặp ông đó. Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút. Thế nào, Cua? Lâu quá không gặp. Mày đi đâu vậy hả? Ừ? Xem à, anh nói rất đúng. Không thể bịp người ta cả được. Cho nên tôi đã tính rồi. Làm xong việc lớn tôi sẽ không bộ đi Ba Tư. Anh xem, tôi có hẹn với đám người Nhật mà có gai cắn với mình đó. Tối nay chạy một gián. Tôi hy vọng người ta tiếp tay cho tôi làm cuối cùng. Khi hai đứa mình ra tay, tôi gặp nhiều may mắn phải không? Mày nói vậy tao khó xử lắm. Bởi vì tao đã có hứa với ba của đồng rồi, không xen vào chuyện giang hồ nữa. Ê, chỉ là một câu nói thôi. Đi hay là không đi? Cô à, tao đã rút chân ra rồi, không muốn lún vào nữa. Mày đừng có gây chuyện với bọn Nhật đó, bọn chúng không tha cho mày đâu. Xem, anh có thể qua được một người. Tôi có thể qua được việc này không? Cô à, hay là tao giúp giống cho mày làm ăn được không? Từ trước tới giờ có thể nói là tao đây rất quan tâm đến mày. Tao nhận thấy không thiếu mày cái gì cả. Được, được, tụi mình tìm cách của người không do trời quyết định. Lấy hình hay lấy chữ. Lúc nào anh cũng lấy hình thôi. Khoan đã, bây giờ ta muốn sửa lại. Ta muốn lấy chữ. Lâu nay ta biết mày có hai đồng tiền, một cái đôi bên đều là chữ, một cái đôi bên đều là hình. Chỉ khác là hồi trước một cắt, bây giờ đã là một đồng rồi. Lâu nay tao vẫn để cho mày gạt tao. Một tên bị bợm, khó chịu nhất là bị người ta bắt được trước mắt. Được, anh xem, sau khi làm việc này xong tôi sẽ cùng cổ đi Ba Tư. Đến khi lễ Giáng sinh tôi sẽ gửi thiệp chúc mừng cho anh. Anh xem không thấy đến, thế là đáng tiếc. Hôm nay mình đang thua bằng tiền, không phải ăn thua người đâu. Được. Ở đây là 400.000 Mỹ Kim, đổi ra được 3 triệu bạc Hồng Kông có thừa.
300 bạc Hồng Kông. Tôi nghĩ khỏi cần phải đếm nữa mà. Tôi đơn thân độc mã tới đây còn giỡn trò gì nữa. Có lẽ sẽ không ra khỏi cửa này đâu. Nói vậy cũng phải. Có bộ đêm nay anh không ra khỏi cửa này đâu. Mới lá bài thứ nhất. 1.000.000 bạc. You'll get 20 years for holding up a police officer. Officer, hả? Tao đánh điện thoại về sở rồi. Hôm nay không có sai người tới đây. Trưởng tôi. À, cái thằng chó chết này. Mày dám giở trò với tao à? Tất cả đừng sợ. Cảnh sát giả đó mà. Cái hay lắm. Rất tiếc một chút sơ hở. Đồ khốn nạn. Cái gì đó? À, sếp à, đúng rồi. Ông tới rất đúng lúc đó. Cái thằng này nó giả sát hợp với bọn kia, ăn cướp người ta. Cái thằng khốn nạn này chắc bị thất nghiệp, được người ta mướn tới đây ăn cướp đó. À, đứng dậy ngay. Yes, sir. Chuyện gì đó sếp? Nó. Ông này là Inspector CID đặc biệt, có biết không vậy hả? Mày muốn tới số rồi hả? Bộ thiệt đó sao? Sorry sir. Tôi không phải là sơ gì đâu. Tôi là kẻ thất nghiệp bị người ta mướn tới đây làm ăn cướp đó mà hả? Tất cả ngồi xuống. Quay mình về phía tây. Tất cả ngồi xuống, quay mình về phía tây. Anh cũng vậy. Tôi cũng vậy à? Phải. Ngồi xuống đi. Hướng về phía tây. Hướng về phía tây à? Ngồi xuống. Mà lên. Ngồi xuống. Mà lên. Sếp à, cả quả ly tiền này chỉ có trên là tiền thiệt thôi. Ngoài ra đều là giấy trắng cả đó. Hey, không biết tụi cảnh sát có cho tôi ra khỏi cửa này không hả? Đa ca, cậu Taro đã ngồi cả ngày rồi. Việc này thì đã sai lầm. Mình phải sớm tìm cách khác. Bắt thật xem và dễ hôn thề của nó. Dẫn nó đây cho ta. Hey. Định đi đâu bây giờ? Đã máy bay qua bên Mỹ, tôi chuyển máy bay qua Ba Tư. Em suy nghĩ nhiều làm gì chứ? Đã lấy chồng mà phải đi theo chồng chứ? Bộ em không định đi theo anh sao chứ? Còn muốn dạy đâu nữa? Em cảm thấy hình như là sẽ có chuyện gì xảy ra. Em thiệt là khờ dại quá. Nên vậy nha.
Em muốn dạy gì tôi ngủ. Tôi ngủ ly bì ở trên máy bay đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh làm ơn bỏ cái máy gọi đi. Mình đi rồi mà. Alo, tôi muốn nói chuyện với anh Sam. Ông Sam giọng đồng Âu Châu. Cô Đồng đâu? Cô Đồng đi sân bay chưa về. Xin ông gọi điện thoại cổ cầm tay đi. Cảm ơn. Alo, cô Đồng hả? Đó là ta rồi. Nếu anh không muốn ngày mai nhận được một cánh tay, một cái chân của cô Đồng thì lập tức tới số nhà đường 350 của đường Đại Phố hả? Thiệt đi hả? Khốn nạn. Tụi nó bắt cóc cô Đồng rồi. Em nghĩ là anh không có nên đi. Nè, đây là ngân phiếu 500.000 đồng Mỹ Kiều. Em lấy đi. Đi qua tới Mỹ em sẽ lấy được tiền. Đừng lo cho anh nhỉ. Anh sẽ về kiếm em mà. Anh đi rồi thì làm sao mà trở lại được nữa chứ. Chuyện này do chính anh vậy rồi. Anh xem là bản thân của anh. Em nghĩ coi, tại sao anh không nôn chứ. Anh hãy nói thiệt đi. Anh đi lần này là vì anh xem hay là vì cô Đồng đó? Có sao không? Anh muốn làm gì? Cởi áo. Con không thích cởi áo à? Vậy không đi. Không cái chân của tôi đi. Không cái chân của tôi. Không đi. Không chịu hôn hả? Để tôi hôn lại cô nha. Thank you.
Ông Taro, nó có súng. Anh cô, quả nhiên là có tình nghĩa ha. Chém mình nó lần nữa. Dạ. Alemasta. Anh còn giỡn trò này với tôi nữa. Cô đồng đâu? Tôi tới rồi. Thả cô ra đi. Tôi cũng muốn thả cậu lắm, nhưng sau khi tôi nếm mùi của cậu rồi, tôi có chút lưu luyến đâu hả? Vậy anh thấy thế nào? Đồ mất dịch, sao em giữ nữa hả? Tao mất dịch, tao không giữ lời hứa. Vậy thì sao? Thế nào? Mày còn có súng không? Còn cái súng thứ ba không hả? Không có à? Tao bây giờ sẽ nổ súng bắn nát đầu của mày. Mày làm được gì nữa? Mày hên lắm. Nếu bàn tay của tao không thường bình thường, hồi nãy mày đã chết rồi. Đệ nhất cao thủ Á Châu à? Trò chơi bọn Nhật của chúng tôi bên Mỹ cũng bị anh phá đám à? Đừng nói tôi còn cho anh cơ hội nha. Ở đây có 3 ly rượu, 2 ly đã bỏ thuốc độc, còn 1 ly anh lựa 1 ly uống đi. Nếu anh uống xong rồi thấy bình an, tôi cho anh dẫn cô gái này đi. Diêm Vương ổng không chịu nhận tôi. Chàng thanh niên, anh rất can đảm. Tôi có một yêu cầu. Tôi đem theo 2 bạn gái tôi về nha. Chúng ta phải giữ lời hứa chứ.
Anh có sao không? Mà kệ tôi, tiếp tục bước đi. Cứ đi đi. Anh ra máu rồi. Đừng lớn tiếng. Cứ bước đi đi. Tôi cứu cô không có nguyên do gì khác, bởi vì cô là chị dâu của tôi. Tôi nhờ kia cũng đang theo dõi. Đang theo dõi tụi mình đó nha. Cô đừng khóc nha. Nếu như có sợ hở thì cô cũng chạy không khỏi đâu. Tôi chết cũng không được nhắm mắt. Tôi không khóc. Tôi không khóc đâu. Lên xe. Lên xe đi. Xin lỗi em nha. Anh nghĩ anh thể cùng em đi và tôi được đâu. Nhưng mà anh có thể cùng chết chung với em. Cheers, everybody. We're gonna success. Cheers. 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 Mr. Law, package for you from Hong Kong. Thank you. Thank you, sir. Sit down. Sam, cái gì đó? Dạ, chưa biết. Anh Long, cả đời của tôi chưa bao giờ cầu khẩn anh. Lần này tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp giùm tôi. Anh cua đã chết rồi. Thằng giết nó là thằng thiệt bổn tên ta rồi. Lần trước tới phá đám anh đó, chuyện này tôi nhất định phải trả thù. Chuyện này cũng giờ tôi làm ra. Để tôi nói với ông chủ của tôi. Anh muốn tôi giúp anh bằng cách nào? Tôi đã chuẩn bị 2 triệu Mỹ Kim rồi. Anh quyết định giùm tôi đi. Không thành vấn đề. Lái tôi đi chỗ ông Phan đi. Tokyo. Motherfuckers!
wanted Carol. Mềm của. Xin giới thiệu, đây là bạn tôi, Sam. Mr. Fennedy. How do you do? Nice to meet you. Yes. Bắt đầu nói đi. Loài người và loài thú hoàn toàn không giống nhau. What separates human being from the other animal is that God gave us the ability to think and to reason. Bởi loài người có tư tưởng suy nghĩ những việc mình làm. Then why are the things the way they are? Đó cũng là loài người có tư duy. Ông có casino ở nước Mỹ, tôi cũng có casino ở nước Nhật. We all in the same business. You have your casino in America, and I have my casino in Japan. Sự hiểu lầm của chúng ta trên bàn cờ bạc, tôi nghĩ tốt nhất là cũng giải quyết trên bàn cờ bạc. And it started at the gambling table. I hope to resolve our problem at the gambling table as well. Nếu là tôi thua, tôi sẽ tiếp nhận theo lời yêu cầu của ông. Còn ngược lại, nếu như là ông thua, thì ông phải trở về nước Mỹ. Vĩnh viễn không được trở lại đây, có chịu không? If I lose, I accept whatever you say, but if you lose, you have to go back to America and never come back to Asia again. Does this sound reasonable? I think I have to ask the opinion of our friend. I ask it for times. Nhưng mà như vậy, theo lẽ của nghĩa phụ tôi, nếu trên mặt bàn không có 5 triệu Mỹ Kim thì ổng không có chịu chơi đâu. Cũng chơi quá tan Mỹ chứ. Không sao đâu. Tôi có thể kiếm được tiền Mỹ. Well then it's done. Hả nè, nhân tiện kể là tôi tới cô đồng. Nói tôi rất nhớ cậu đó hả? Là vấn đề tiền bạc đâu, là vấn đề nguyên tắc đó. Con đã hứa với bà cái gì? Số tiền này bà không cho con mượn đâu. Có nhiều việc bọn trẻ như các con không có hiểu. Tôi hiểu hết, chỉ có ba không hiểu thôi. Có nhiều việc những người giàu sang vĩnh viễn không biết, đó là tình nghĩa.
hết cho tôi đi. Tôi cần tiền mặt, mặc kệ giá gì cũng được. À, còn nữa, anh tính dùng cổ phiếu nhà lầu xe hơi giùm tôi coi, bán hết được bao nhiêu tiền? Khoảng chừng 7 triệu. Nói cái gì? 7 triệu thôi à? Không được đâu, thiếu nhiều lắm. Anh coi chỗ nào giá cao bán giùm tôi đi nha. Tôi rất cần tiền mặt đó. Em rất thông cảm tâm trạng của anh lúc này. Số tiền ngày mai anh cần, em đã chuẩn bị cho anh rồi. Em biết anh rất muốn trả thù cho anh cua. Em cũng muốn như anh vậy. Nhưng mà bọn Nhật Bổn đó không có đưa cơ hội công bằng cho anh đâu. Mình đã thấy thủ đoạn của chúng nó rồi, và đã thấy anh cua chết như thế nào. Chúng ta đã mất hết người bạn thân. Em không muốn mất luôn anh nữa. Khả Nhân, xin lỗi nha. Anh đã không giữ được lời hứa của anh. Từ nhỏ tới lớn, anh tưởng là anh đã săn sóc thằng cua. Tới bây giờ anh mới biết là anh nợ nó rất nhiều. Em rất lo sợ. Trong đời có khi có những việc nhất định phải hoàn thành. Kiểm soát mọi lá bài. Đây là mặt kính kiểm tra bài, là sản phẩm mới nhất mới phát minh ở nước Đức. Còn đây là hai mẫu tấm bài có làm dấu trên đó. Kiểm tra bài mới phát minh. Anh coi đi. Thôi khỏi. Bây giờ xin mời đại biểu của đội bệnh ra để mà kiểm tra bài từ các khía cạnh khác nhau, xem coi có ám ảnh gì về mặt kỹ thuật hay không. Bảo đảm canh bản này được tiến hành công bằng, xin phép đôi bên làm ơn cởi áo vest ra, lấy đồng hồ và cả giá ra đi ha.
hỏi thêm 100 ngàn. Thêm 100 ngàn, thêm 300 ngàn nữa. Tôi cũng theo. Còn bao nhiêu đó? Còn nữa. Ở trong này còn có giấy nợ, giấy nhà, giấy đất và giấy mướn, cộng thêm vào 4 hộp cổ phiếu nữa. Trước 3:30 ngày hôm nay, tổng số đoán là 170 mấy triệu đô la Hồng Kông. Xin hỏi ông có bao nhiêu? Cô nói 170 mấy triệu hả? Có cái gì đáng cho tôi tin? Ở đây có kế toán, lập tức hoạch ra số tiền này. Mister. Được, tôi tiếp tục nhận. Bỏ thêm 2 triệu Mỹ kim. Dạ. Hai triệu tôi theo. Chia bài đi. Theo như tôi nghĩ, nó một phải giờ thôi. Đặt tiền lần chót. Khoan đã, chờ ông cái tốt hạch sầu. Mr. Mitchum, làm ơn hạch số giùm tôi đi. Excuse me, I think I need half an hour. Nếu như vậy, xin nghỉ ngồi một lát đi hả? Niêm Phong. Bất cứ ai khi kế toán cho hạch sổ xong, nếu muốn vượt qua hàng rào này thì sẽ bị bắn chết. Anh xem. Anh đi rửa mặt.
Mở lượng số đi. Sam, có sao không hả? Sam! Sam à! Anh Long, kênh bạn này phải chơi tới cùng. Anh cho phép tôi nói chuyện với vợ tôi vài câu nha. Take your time. Take him to the hospital later. He was shot in a robbery somewhere. Understand? Yes, boss. Khả Như. Em Nhân, anh là vua cờ bạc Á Châu. Anh chưa có từng thua lần nào. Lần này không phải là vấn đề ăn thua đâu. Nhưng mà nếu rủ anh thua thì anh phải trở về nước Mỹ. Như vậy thì không thể trả thù cho thằng cua được. Anh muốn em tiếp tục đánh giùm anh. Anh nói cho em biết, cái gián bài này anh không phải thùng phá sảnh đâu. Anh chỉ có một phé già mà thôi. Anh muốn dọa tụi nó. Khi em ra ngoài đừng có xem tấm đẩy gì cả. Đẩy hết 170 triệu vào đó. Anh đã tính rồi, tụi nó không đủ tiền đâu. Còn nữa, em bắt tụi nó phải đặt thêm một cánh tay hoặc là một cái chân của thằng Taro. Như vậy chúng nó nhất định sẽ bỏ cuộc. Em Nhân, đây là sự yêu cầu cuối cùng của anh. Xem. Bởi vì anh Xem bất ngờ xảy ra tai nạn, bây giờ cô đồng đánh giùm gián bài này. Để chứng minh lòng trong sạch của tôi, việc này tôi đồng ý. Kế toán của hạt số xong rồi. Tài sản của cô đồng trị giá 170 triệu, 140.000 đô la Hồng Kông. Trừ ra số bạc 140.000 mà ông La Sam vừa mới đặt vào, tổng số gia tài của cô đồng còn lại trị giá là 170 triệu Hồng Kông. Khai phong. Mời cô đồng ra giá đi. $170 triệu đô la Hồng Kông. Bây giờ cộng hết tiền mặt của tôi khoảng chừng 80 triệu thôi. Tôi chỉ cần một món nhật để thay thế. Cái gì? Một cánh tay mặt và một cái chân mặt của ông Taro. Cái gì hả? Ở trong này không được vô lễ hay chưa? Mau ngồi xuống đi. Tôi nghĩ là, theo tôi nghĩ là thêm một cánh tay mặt của cô đồng mới công bằng chứ. Nếu như cô chịu mới bắt đầu đi. Lấy nó uống. Hey. Được. Thank you.
Con người khi không còn một cánh tay mà, cho dù đẹp đến đâu, giàu sang đến đâu, cũng chỉ là tàn phế thôi. Xin lỗi cô nha, cho phép chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Cứ nói đi, không sao đâu. Mày còn có nhớ không hả? Cách đây 3 năm trước, canh bạc của Osaka. Hơn như ca nhau 5 triệu bạc phải không? Tao ngồi chơi nó hết cả đêm, cuối cùng nó bị phá sản. Tự giận nhảy trên lầu xuống dưới đường. Nó chơi thê thảm và ghê tởm quá. Còn một canh bạc 8 triệu ở Tokyo. Tao thấy rõ đối phương muốn dọa tao, nhưng tao làm ngơ cho nó biểu diễn. Tôi không biết. Trong một phút nó lặp đi lặp lại động tác đến 3 lần. Thì ra là vậy à. Lần này chúng ta nói chuyện với nhau, cô có thể cử động chân trái lên tới 5 lần. Cô biết tại sao vậy không hả? Hay. Kết quả là cô đã dọa tôi. 80 triệu cho một cánh tay và một cái chân của ta thôi. Nghe rõ chưa? Phải làm mà thiệt như vậy không hả? Dám trời dám chịu, tao dạy mày rồi à. Lấy con dao cho tao. Xin chúc mừng cô. Là nhiều đó. Hai cho con Kimura, chúng nó tài sát lẫn nhau. Hai đứa đều chết hết rồi. Anh xứng danh là đệ nhất Á Châu. Tôi bắn không rất đúng chỗ. Làm theo là căn dặn của anh. Bắn ngay dưới xương sườn của anh 3 phần. Không chênh lệch chút nào. Nếu bắn lệch thì đâu có lấy được tiền. Chuyện hôm nay anh định nói sao với vị hôn thê của anh? Tôi
tôi định sẽ giấu giếm cả đời.